Một câu hỏi nữa, con là Trần Thị Sen ở xã Vân Hòa, Hà Nội. Con vẫn hàng ngày nghe pháp của thầy trên mạng, nên con hôm nay xin được gửi đến thầy một vài câu hỏi mà con ngu muội không hiểu. Kính xin thầy hoan hỷ cho con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy. Một, bố mẹ con đã mất. Bố con mất đến nay đã được 6 tháng rồi. Trong những tuần bố con mất đi, con và con, bố con mất thì con và cái gì này, có đọc kinh Địa Tạng hàng tuần và phóng sinh trong vòng 6 tuần. Đến tuần 49 này, đến tuần 49 ngày, con phóng sinh như anh, nhưng anh chị con mang đồ phóng sinh đó nấu ăn. Đến tuần thứ 49, con phóng sinh, nhưng anh chị con mang đồ phóng sinh đó nấu ăn. Nay xin thầy hoan hỷ cho con được biết, như vậy bố con có được hưởng gì không? Và người ăn đồ phóng sinh có tội không? Và chịu quả báo gì? Xin thầy hoan hỷ cho con được rõ. Chịu quả báo gì đấy, mày phải lên hỏi Phật. Lên hỏi Phật. Xem Phật trả lời là chịu quả báo gì. Nhưng đương nhiên thì làm những việc ác như thế, việc xấu như thế là cũng gì cũng có tội rồi. Nhưng tội vô tình cố ý nó khác nhau. Nếu là vô tình do không biết mà nấu mà ăn á, thì đó là tội vô tình. Thì tội đó sám hối được, nhỏ thôi sám hối được. Tất nhiên vẫn phải thường mạng, tức là vẫn phải trả mạng cho những chúng sinh ấy ở những đời kiếp sau hoặc là đời kiếp này. Còn nếu cố ý thì cái tội đó gì? Là cái nhân vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, không thể tránh được đâu. Nếu cố ý biết đó là đồ phóng sinh rồi mà do coi thường ấy, vẫn sát sinh hại vật để nấu ăn ấy, thì tội lỗi vô cùng lớn vậy. Còn vong linh của ông cụ hỏi có được phúc không? Tất nhiên khi mình phóng sinh cầu phúc cho ông thì vẫn được phúc. Nhưng mà phúc này chắc chắn không được viên tròn, cũng là do cái nghiệp của ông vậy. 6 tuần làm trọn vẹn rồi, đến tuần thứ 7 lại bị xảy ra cái gì? Xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn như thế. Thì có nghĩa cũng đồng nghĩa là ở đây cái cộng nghiệp của ông cụ á là cũng không phải là ít vậy. Cho nên mới xảy ra những cái chướng, cái duyên như thế để ngăn cản cái bước đường gì giải thoát, giác ngộ có thể vãng sinh hoặc sinh chư thiên của ông ấy. Tuy nhiên, ông cụ vẫn gì vẫn được hưởng phúc báo do gì? Do 6 tuần làm đúng chính pháp ấy. Tuần này do sơ suất hoặc do gì? Do cái cộng nghiệp của ông cụ nó chưa được viên mãn để hồi hướng sinh cho ông về cõi trời hoặc cõi Phật mà thôi. Thế còn thì cũng có phúc. Sinh trở lại làm người thì cũng có thể. Cái Phật tử này thôi, thôi cái chuyện đó không phải lo nữa. Điều quan trọng bây giờ về cố gắng tụng kinh niệm Phật, nhất tâm để hồi hướng cho ông cụ nhiều hơn nữa.